Anh Tuấn cho biết khoảng 6 tháng trước, trong lúc ra vườn kiểm tra thì phát hiện có một tổ ong khổng lồ có diện tích gần 1m2 đóng trên cây sầu riêng giữa vườn dừa dứa Thái Lan. Anh rất mừng vì ong là loài thiên địch có lợi cho cây trồng, nó giúp cây thụ phấn tốt hơn. Đây có thể là ong rừng vì tổ ong mật không to như vậy. Theo quan sát, tổ ong khủng trên có chiều dài khoảng 1m, rộng hơn 0,8m và dày 0,1m. Thấy tổ ong to án ngự trên cây, anh Tuấn đã dặn những người làm công cho anh phải cẩn thận khi hái dừa ở chỗ khu vực có tổ ong để không làm động chúng đi mất và tránh bị ong đốt.